Ngày 10 tháng 9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau một thời gian tạm lắng, gần đây tổ chức tự xưng là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đã manh nha hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh. Tại phòng số 5 nhà trọ số 4, xẹt 47 Lương Văn Can, phường An Cựu, thành phố Huế đã phát hiện Hồ Rin, 28 tuổi, Lê Thị Khánh Huyền, 25 tuổi cùng tạm trú tại Lương Văn Can, đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 3 quyển kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dân lễ, số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện máy móc khác. Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng Rin, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, danh sách dân lễ vật của các thành viên. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế có hơn 220 người tổ chức, người tham gia sinh hoạt Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Những người cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc vào Huế thuê phòng trọ hoạt động. Những người này nhắm đến những người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật, bế tắc, học sinh, sinh viên để rủ rê, lôi kéo tham gia vào tổ chức. Với nội dung tuyên truyền cực đoan, phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình, không thờ cúng tổ tiên, không làm mà vẫn có ăn. Nhiều gia đình đã có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết, hàng tháng phải đóng góp 1/10 thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền đạo cho người khác. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.